Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 trang 127, 130, tuần 34, bài 29, lễ hội ở Nhật Bản. Đầu tiên phần đọc, chia sẻ cùng bạn em biết gì về đất nước Nhật Bản. Như vậy chúng ta sẽ chia sẻ những cái hiểu biết của chúng ta về đất nước Nhật Bản. Câu ví dụ, nhắc tới Nhật Bản thì em sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh của đỉnh núi Phú Sĩ, biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Ngọn núi này thực chất là núi lửa nhưng đã không có dấu hiệu phun trào cách đây hơn 100 năm. Núi Phú Sĩ hình tam giác được ví như hình ảnh cô gái đẹp đã đi vào thơ ca, nhạc họa của biết bao nghệ sĩ. Ngoài ra còn có hoa anh đào. Xứ sở hoa anh đào chính là Nhật Bản. Hoa anh đào không nở quanh năm, chúng chỉ nở vào cuối đông, sang xuân. Cũng giống như hoa đào ở Việt Nam, hoa anh đào có nhiều giống khác nhau, tùy vào tình hình khí hậu và được nuôi trồng tại các địa phương khác nhau tại Nhật Bản. Và một món ăn rất đặc biệt không thể không nhắc tới đó là sushi và sashimi. Tiếp theo bài đọc, lễ hội ở Nhật Bản. Lễ hội hoa anh đào được xem là lễ hội lớn, lâu đời nhất tại Nhật Bản. Hàng năm vào mùa xuân, hoa anh đào trên cả nước bắt đầu nở rộ. Mọi người ngồi dưới gốc anh đào ngắm hoa, cùng liên hoan, cùng hát hò, nhảy múa. Đất nước Nhật Bản rất tự hào khi được mệnh danh xứ sở hoa anh đào. Lễ hội búp bê ngày 3 tháng 3 là ngày để các gia đình Nhật Bản cầu may mắn và sức khỏe cho các bé gái. Vào ngày này, người ta trưng bày nhiều búp bê Hina trong căn phòng đẹp nhất của gia đình. Họ quay quần bên nhau, ăn cơm đậu đỏ, bánh Hishimochi. Tết thiếu nhi ngày 5 tháng 5 đã trở thành ngày nghỉ lễ toàn quốc của người dân Nhật Bản. Thực ra, Tết thiếu nhi chỉ dành cho các bé trai. Trên nóc nhà, mỗi gia đình thường treo đèn lồng cá chép. Những dải cờ hình cá chép sặc sỡ, nhiều màu thể hiện sức mạnh và ý chí kiên cường. Theo Bùi Văn Hòa. Trong bài đọc, chúng ta có các từ. Búp bê Hina là búp bê dùng trong lễ hội được làm bằng gỗ hoặc là vải đợt rơm, có trang phục gồm nhiều lớp cầu kỳ. Bánh Hishimochi là bánh làm từ gạo nếp, dẻo thơm và rất mềm. Tiếp theo trả lời câu hỏi 1. Ở Nhật Bản lễ hội nào được xem là lớn nhất, lâu đời nhất? Ở Nhật Bản lễ hội hoa anh đào được xem là lớn nhất và lâu đời nhất. Câu 2. Có những hoạt động gì trong lễ hội lớn nhất, lâu đời nhất đó? Có những cái hoạt động trong lễ hội hoa anh đào là mọi người ngồi dưới gốc anh đào ngắm hoa, cùng liên hoan, cùng hát hò nhảy múa. Câu 3. Lễ hội búp bê và Tết thiếu nhi ở Nhật Bản có những điểm gì khác nhau? Lễ hội dành cho ai? Lễ hội được tổ chức vào thời gian nào? Lễ hội có ý nghĩa gì? Có hoạt động nào trong lễ hội? Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về lễ hội búp bê, đối tượng là dành cho các bé gái, còn Tết thiếu nhi là dành cho các bé trai. Thời gian là được lễ hội búp bê thì được tổ chức vào ngày 3 tháng 3, Tết thiếu nhi thì được tổ chức vào ngày 5 tháng 5. Ý nghĩa lễ hội búp bê cầu may và sức khỏe, Tết thiếu nhi thì cầu sức mạnh và ý chí kiên cường. Các hoạt động lễ hội búp bê, trưng bày nhiều búp bê Hina trong căn phòng đẹp nhất của gia đình. Rồi quay quần bên nhau, ăn cơm, đậu đỏ, bánh Hishimochi. Còn Tết thiếu nhi thì treo đèn lồng, cá chép hoặc là những dải cờ hình cá chép sặc sỡ nhiều màu.
Tiếp theo câu 4, trong những lễ hội được nói đến ở bài đọc thì em thích lễ hội nào nhất vì sao? Cô ví dụ trong lễ hội được nói đến trong bài học, em thích nhất là lễ hội hoa anh đào. Vì vào ngày lễ này thì sẽ được ngắm hoa anh đào nở rộ, đây là một trong những loài hoa biểu tượng của Nhật Bản. Ngoài ra còn được quay quần liên hoan hát hò nhảy múa cùng tất cả mọi người. Tiếp theo câu 5, ở Việt Nam có những ngày lễ ngày Tết nào dành cho trẻ em? Hãy kể lại một số hoạt động được trẻ em yêu thích trong những ngày lễ ngày Tết đó. Thì ở Việt Nam chúng ta có những ngày lễ ngày Tết dành cho thiếu nhi như là Tết thiếu nhi ngày 1 tháng 6, Tết Trung thu ngày 15 tháng 8 âm lịch. Một số hoạt động được trẻ em yêu thích trong những ngày lễ ngày Tết này đó là rước đèn và phá cổ. Tiếp theo luyện từ và câu luyện tập về dấu câu. Số 1 nhỏ, dùng dấu câu thích hợp thay cho bông hoa và nêu công dụng của dấu câu đó. Qua biên giới Việt Lào chúng ta được đặt chân tới một đất nước có nhiều thắng cảnh độc đáo. Cố đô Luang Prabang cổ kính và yên bình, cánh đồng chum với hơn 2.000 chiếc chum bằng đá đủ hình dạng kích thước. Hồ thủy điện Nam Ngâm thơ mộng bởi sự hòa hợp của trời nước cùng vô số hòn đảo lớn nhỏ. Ngoài ra đến Lào khó có thể bỏ qua những địa điểm hấp dẫn khác như thủ đô Viêng Chăn, thị trấn Văn Viên, khu bảo tồn tự nhiên Bò Kẹo, theo Tiến Dũng. Như vậy chúng ta sẽ dùng dấu câu thích hợp thay cho những cái bông hoa này. Thì ở đây chúng ta có câu đầu tiên qua biên giới Việt Lào thì ở đây chúng ta sẽ dùng dấu gạch ngang. Rồi tiếp theo thì chúng ta cũng sử dụng là dấu gạch đầu dòng, dấu gạch ngang ở đây. Thì công dụng ở đây là đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê và nói các từ nằm trong một liên danh. Thì ở đây các em thấy dấu gạch ngang được dùng ở các từ Việt Lào ở đây là dùng để nói các từ một liên danh, và các dấu gạch ngang ở đây được dùng để liệt kê các ý trong một đoạn liệt kê. Tiếp theo câu 2, đoạn văn dưới đây đã bị lược bỏ dấu ngoặc kép và dấu ngoặc đơn, hãy cho biết những dấu câu đó được đặt ở đâu. A. Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn là bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney. Phim được chuyển thể từ câu chuyện Nàng Bạch Tuyết trong tập truyện cổ Grimm theo Liên Vũ. B. Trần Văn Cẩn 1910-1994 là họa sĩ tài năng bậc nhất Việt Nam. Ông sáng tác bức tranh Em Thúy 1943 dựa trên nguyên mẫu cô cháu gái đáng yêu của mình. Bức tranh đã được chuyên gia người Australia phục chế năm 2004 theo Nguyễn Hoàng Anh. Như vậy các em cho biết, các em đọc kỹ đoạn văn, hai đoạn văn dưới đây và cho biết hai đoạn văn này đã bị lược bỏ dấu ngoặc kép và dấu ngoặc đơn. Thì các em hãy cho biết những dấu câu đó được đặt ở đâu. Thì ở đây chúng ta thấy là ở cái đoạn A thì dấu ngoặc kép đã bị lược bớt. Thì ở đây dấu ngoặc kép được đặt ở cụm từ Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, đây là tên của một bộ phim. Rồi tiếp theo, đoạn văn B. Thì ở đoạn văn A chúng ta có cái tập truyện cổ Grimm nữa, Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, thì chúng ta có là ba dấu ngoặc kép. Rồi ở đoạn văn B thì chúng ta có dấu ngoặc đơn được lược bớt, được đặt ở vị trí đó là 1910-1994. Thì đây là năm sinh và năm mất của họa sĩ Trần Văn Cẩn.
Đặt một hai câu có sử dụng một trong các dấu câu sau, dấu gạch ngang để đánh dấu các ý liệt kê. Dấu ngoặc kép để đánh dấu tên tác phẩm hoặc là tài liệu, dấu ngoặc đơn để đánh dấu phần chú thích. Như vậy chúng ta sẽ đặt câu có các dấu, đó là dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép và dấu ngoặc đơn. Ví dụ câu có dấu gạch ngang để đánh dấu các ý liệt kê. Nội quy của trường học: không vứt rác bừa bãi, không gây ồn ào, không được nói tục đánh nhau. Thì ở đây chúng ta dùng dấu gạch ngang để đánh dấu các ý liệt kê, tức là liệt kê những cái nội quy của trường học. Câu 2, dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu tên tác phẩm hoặc tài liệu, ví dụ như tác phẩm, bài học đầu tiên, trích từ bộ Giới Mạng, phiêu lưu ký của nhà văn của Tô Hoài, nhà văn Tô Hoài. Rồi, tiếp theo dấu ngoặc đơn để đánh dấu phần chú thích. Ví dụ Thanh Tịnh 1910-1988 thì dấu ngoặc đơn này chú thích là năm, năm sinh và năm mất của nhà văn Thanh Tịnh ở đây. Tên khai sinh là Trần Văn Ninh, quê ở xóm Gia Lạ, ven sông Hương, ngoại thành phố Huế. Tiếp theo phần viết thư, đề bài viết thư điện tử cho một người bạn ở xa mà lâu em chưa gặp. Một nhỏ chuẩn bị, gợi ý. Chủ đề thư, ví dụ như là thư thăm bạn, nội dung thư thì thăm hỏi bạn sức khỏe của bạn và gia đình, việc học tập của bạn, kể chuyện của mình, sức khỏe của bản thân và gia đình, những cái thay đổi của bản thân và gia đình. Nếu mong muốn hoặc là chia sẻ những cái dự định sắp tới. Rồi tiếp theo là cầm tệp đính kèm, ví dụ video, tranh ảnh, vân vân. Hai nhỏ là viết. Khi viết thì các em lưu ý là viết thư theo nội dung đã chuẩn bị. Nếu soạn thư trên máy tính thì có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc hoặc là đính kèm ảnh video. Ví dụ như là chúng ta theo dõi phần thư dưới đây. Đến ở đây là địa chỉ người nhận Ngọc Anh 123@gmail.com. Chủ đề đó là thư thăm bạn. Ngọc Anh thân yêu, hôm nay mình mới có thời gian để ngồi viết lá thư này cho bạn. Gia đình bạn đã chuyển đến Đà Lạt được 2 năm rồi. Mình rất thắc mắc về cuộc sống của bạn ở Đà Lạt. Bố mẹ bạn có khỏe không? Bạn đã quen được nhiều bạn mới chưa? Còn mọi người trong gia đình đều khỏe. Công việc của bố mẹ mình thì vẫn bận rộn. Còn việc học tập của mình thì rất tốt. Học kỳ 1 vừa rồi mình đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc đó. Cô giáo chủ nhiệm của lớp mình năm nay là cô Phương Anh. Cô mới chuyển đến trường mình được 1 năm thôi. Cô rất dịu dàng quan tâm đến học sinh. Mình rất yêu quý cô. Cả lớp mình vẫn cùng nhau cố gắng học tập. Các bạn trong lớp thường hỏi về mình, về tình hình của bạn. Cả lớp đều rất nhớ bạn đấy, mình cũng vậy. Khi nào được nghỉ hè bạn nhớ về thăm mình nhé. Thôi thư mình viết đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Chúng mình hãy cùng nhau cố gắng để có thể đạt được kết quả tốt trong học kỳ này nhé. Bạn thân của cậu Lan Anh, Nguyễn Lan Anh. Tiếp theo số 3 nhỏ là đọc soát và chỉnh sửa, thì các em sẽ đọc soát chỉnh sửa các phần của thư, nội dung chính, tệp đính kèm, địa chỉ email. 4 là nghe thầy cô giáo nhận xét và chỉnh sửa và làm theo hướng dẫn. Cuối cùng vận dụng là trao đổi với người thân về nội dung thư điện tử mà em đã viết.